Cách đây 20 năm, Việt Nam chính thức hòa mạng Internet toàn cầu. Thế nhưng đến nay, Internet đã thực sự bùng nổ, phổ biến và làm thay đổi mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn thấy rõ hơn điều này. Hôm nay, nhiều bà mẹ đã đem con nhỏ đến trạm xã Ia Krung, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai để tiêm chủng. Thay vì phải ghi vào sổ theo dõi như hàng tháng, chỉ với một chiếc máy tính có kết nối mạng cùng phần mềm tiêm chủng, người điều dưỡng này đang cập nhật toàn bộ thông tin về lịch tiêm, mũi tiêm của trẻ em ở đây. Mọi công việc trở nên rất nhanh và chính xác. Thứ nhất là nó đảm bảo cái việc là các cháu sẽ không quên cái lịch tiêm của mình. Đấy, thì các đối tượng trong cái độ tuổi tiêm ấy thì sẽ đạt được cái kết quả cao hơn. Hiện xã Ia Hrung có 173 trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng. Bao năm qua, việc nhắc lịch tiêm của các em vẫn nhờ vào đội ngũ y tế thôn bản. Nhưng 2 tháng trở lại đây, bằng việc đăng ký dịch vụ nhận tin nhắn, lịch tiêm chủng đã được gửi đến điện thoại của từng phụ huynh. Không chỉ có Internet, các dịch vụ viễn thông đã hỗ trợ tốt cho bà con trong xã. Nó giúp cho mình là không bị quên ngày tiêm chủng của con và mình đi đều hơn. Như bình thường thì mình không có tin nhắn thì nhiều khi là cứ mọi là lo công việc thì là mình cũng quên. Công ty Olam chuyên về trồng tiêu của Ấn Độ đã đặt nông trường đầu tiên tại huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai từ tháng 9 năm 2016. Thời điểm đầu tiên vô cùng khó khăn đối với các quản lý và kỹ sư ở đây khi họ không có hạ tầng Internet để làm việc. Cùng với đó, do dự án sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống tưới nhỏ giọt, giám sát sự tăng trưởng của cây, hệ thống kiểm tra chất dinh dưỡng, độ ẩm của đất, độ gió, nên vấn đề đường truyền mạng càng trở nên bức thiết. Chúng tôi đã phải thuê một cái nhà tạm của dân ở ngoài đường lộ để mở wifi, nhưng mà một số nhân viên ngoài đó thì họ mới làm việc được. Cách đây 2 tháng, trạm phát sóng Wi-Fi đã được kéo đến nông trường và mọi hoạt động của công ty đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều kỹ sư có thể làm việc ngay tại vườn tiêu như thế này. Khi mà có Internet, khi tôi đi làm việc, tôi có thể trực tiếp kiểm tra thông tin từ trên mạng khi tôi vào trong vườn tiêu. Tôi xem cây có bị bệnh gì không, cây có thiếu chất dinh dưỡng gì không và tôi có thể kiểm tra dễ dàng trên mạng. Internet đã và đang dần được phủ kín ngay cả những vùng sâu, vùng xa và khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai, giúp cho người dân có cơ hội thoát nghèo và hưởng thụ nhiều giá trị của đời sống tinh thần hơn. Rõ ràng sau 2 thập kỷ, Internet đã và đang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người dân. Trên cơ sở cái nền Internet thì người dân có thể khai thác được rất là nhiều nội dung. Kể cả là trên cái việc đó thì họ có thể ứng dụng cho việc học tập của con cái. Rồi họ có thể có thêm thông tin để họ tương tác và họ phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất của họ. Ở góc độ là về hạ tầng mạng lưới, hạ tầng truy cập Internet thì Việt Nam thuộc nhóm những cái nước phát triển rất là tốt, tốc độ nhanh, phát triển thuộc loại công nghệ cũng cập nhật so với các cái nước trong khu vực, mình cũng thuộc top đầu. Câu chuyện tại Gia Lai chỉ là điển hình cho câu chuyện bình dân hóa Internet đến với mọi người dân. Khi Internet là một phần của cuộc sống, cũng chính là sự ghi nhận của xã hội đối với dấu mốc 20 năm Internet có mặt tại Việt Nam.